Đây chương trình thu băng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đây là quyển thứ nhì. Kính thưa chư quý đồng đạo và quý thính giả, tiếp theo quyển kinh thứ nhất, Đức Thầy đã sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt để tiên đoán những tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra cho nhân loại. Ngày 12 tháng 9 năm 1939, Đức Thầy viết tiếp bích phẩm thứ nhì, nhan đề Kệ Dân của Người Khùng. Phẩm kệ này dài 476 câu, văn thất ngôn trường thiên, xuất bản lần đầu cũng trong năm sáng tác. Kệ này khởi đầu bằng câu Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu Ta ra sức dắt chiều bá tánh. Để đầy đủ thêm cho quyển thứ nhất, ở đây Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân loại, vừa khuyên mọi người làm lành lánh dữ, chẳng hạn như đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ngài cũng đánh đổ những tư tưởng dị đoan, những ăn thinh sắc tướng, những sự dối tu lề đời, theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ mà xưa nay có mấy ai thành. Hoặc là tu vô vi chẳng cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Hay là những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Và trong đây Đức Thầy thống thiết kêu gọi mọi người hãy bền lòng tìm Phật trong tâm, bởi vì việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, cho nên Ngài mới phải khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Trân trọng kính mời quý thính giả và chư quý đồng đạo nghe phẩm Kệ Dân của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc cơ thế, thấy dân mang số thuế mà thương. Chẳng qua là năm dịp vô dương, nên tai ách xảy ra thầm tiếc. Bạc không cánh đổi tai chẳng bị nghèo, mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đức cưới ruột, thảm vợ con gắm chữ nghèo thường mắc chữ yêu, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút đi mỗi thay. Nẻo thành suy như thể tôn bay, đường dinh nhục rồi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra các ta điên cùng, thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền hảo, gái tiết trình mới gái nam trào. Lời thánh nói hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng côi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu bao cài dự về lành. Làm
Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền tiếc niệm Di Đà, mà mai sau thoát khi khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báo là ráng tu tâm dưỡng tâm coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của cuộc kỳ dương thế ngày nay mỏng mạnh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xa thân tầm bát nhà thoàn, sao bới khỏi hầm tha sâu bắc. Đến chừng đó hoàng cầu thiết thiết khi tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm đi bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thăm. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sánh đi lắm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều mặt ba tánh đời này dĩ nghĩ ta điên khùng, mà tánh lương hiền lòng yêu dân ơi, chẳng trọng bạc tiền mà dương thế cứ theo bím nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp đi hoàng cầu đổi xác khi thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo là người. Xem truyện thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ vô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hồ, cành núi non nhiều thú gì kỳ. Nó trong ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa.
chừng đó thiên la lưới bồ mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao ly, học ta đạo làm điều tà mê theo vị đoàn mi cũng kiến tinh tàn, thì sau này gặp chuyện thiết kế tha đừng có trách khùng điên chẳng thấy bá tánh nghinh tân yểm mơ cựu, học ai mà ngăn ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha ơi, khinh về Phật trời chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bài tôn trong y đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi sanh, chớ chẳng phải bài đều khuyên hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, giả bán buồn mi thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuân mượn xác nhằm năm kỷ màu, buồn xóm làng cứ ghét đi điên cùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tâm. Nghe điên dài sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc vàng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng âm, xa địa ngục uổng thân ý uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay ở đà gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiếng thánh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa bạc thương phụng gái non kỳ. Bởi Võ Dương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thức, nơi pháp y tràng trị kẻ hung đồ. Được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bồn đạo ráng mà trì chi. Xua tay ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cảnh khổ dơi dơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xơi trụ kịp,
lòng hiền đức nào ai có tiếc. Thương trần thế kệ sao cho xiết, mượn xác trần bút tả hàng, kể rõ ràng những việc lầm than, mắt làng sớm muốn nghe thì chết. Việc khi tu tịnh khùng không có ép, cho giấy vàng điểm chẳng có hơi này. Lòng yêu dân chẳng nề vắng dài, cho bổn đạo giải quay niệm Phật. Việc khi sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mới thịnh, cõi ngũ hành chẳng khá nếu kêu. Hãy gìn lòng chớ khá dệt theo, nói xiên xỏ cũng không no béo. Đời quan hạ ngày nay mỏng mèo, khuyên thế trần hãy ráng kiên vàng. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ đai kim, chỉ đôi giới nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc để sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy bá tánh nhiều điều tai khổ, cùng thương dân nên phải hết đi lời. Dạo Lộc Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lấy thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chánh về thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tân quan. Trở về Nam Đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mê, tu hành mà di kỷ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trăm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh, chừng lập hỏi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dại dân chẳng dám
tấm thân già cao. Cảnh trần thế mặt ai thông y thả, chớ lòng ta chẳng đắm đi hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mong những ai biết kiếm đạo màu. Cánh tay thiên bảo ngọc kia đầy lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát đi khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lúc đau. Đức Chim Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng lão, gái bé thơ biết đi trọng tuổi già. Được thấy Phật tiên thần thánh, việc đi hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sửa lòng người. Sao tà tinh ăn sống nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện? Miệng dương thế hay bài nói quyển sách thánh hiền, ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật khi coi đời, cõi hạ giấy rồng mây chơi dần. Chòm xóm đừng cho như bận, ráng giữ gìn phong qua nước đi nhà. Câu tam tùng bọn gái nước khi ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ Phật chớ nên say bùi, kẻ phú quý đừng giống cơm người, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. A Di Đà nhìn xem khắp mi cõi, đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo
đều nhớ nhuốc. Muốn tu tịnh nay đã gặp y cuộc đức Tỳ Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dài, nên khổ lao cùng không có nại miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình kỳ, mau trở lại đừng theo y tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chực đường. Chốn mi hồng trần nhiều nỗi thầm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà ta cùng xóm ở làng thưa thớt quạnh yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lấp đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao đi. Lao nào có bài đều má mị, mà gạt lường bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới hiểu ta nên trao trĩa, hiền giới đường mấy bốn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh vạn dân vô sự. Đời muôn hạ nhiều người hung dữ, đơn xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tô kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đôi đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nay trở lại như đời trổ kiệt, hãy tu tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi
mà sao bao quy mặt đi trai gái trẻ già có nghĩ thì hoang cười tôi rất cảm ơn khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn chứ bổn đạo chớ nên khinh rè nay khùng đã ức già quá trẻ nên giữa ý đồng bóng lại có sông ở tây phương chư Phật ngóng trông chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca Phật tại tâm chớ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi chúng đục đèo những cây giới củi đắp xi măng sơn phớt đi đặt tên ngục A Tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối khuyên sư dạy mau mau cải hối làm vô gì chánh đạo mới màu đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu hãy tìm kiếm cái không mới có ngôi tam bảo hãy thờ trần đó tạo làm chi những cốt giới hình cùng nói cho mấy già trẻ làm tin theo lục tổ chớ theo thần tôn khuyên bốn đạo chớ nên mê ngủ thức dậy tìm đạo chánh của cùng đằng sau xem liệt quốc đi tranh hùng được sanh sống nhờ ơn chính bề quá phép lạ biết bao mà kể nhạc trôi tiêu thiêu kẻ tà gian sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thương cô cùng dân lệnh tây phương Phật tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ hội long qua chọn kẻ tu mê người hiện đức đắng phò chân chúa khuyên những kẻ giàu sang có của hãy mở lòng thương xót dân nghèo cảnh vinh qua lại quá chéo leo nhà giàu có sao nhiều tai ấp hỡi ba tánh rừng sâu có mạch tuy u minh mà có ơi đơn giản linh quang âm dài biểu khung tròn cho bổn đạo rõ nguồn chân lý lũ thầy đám hay bài trò kỳ mượn tính luân tụng mương lấy tiền chốn diêm đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có
rõ. Theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa đây có mấy ai thành. Phật từ bi độ từ độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ quái, làm trai ở đằng che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa mượn tâm chúng đặng làm chữ hiếu, thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa gian tròn. Thấy lạc lầm đây đồng lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung. Hồn lè khỏi xác, quỷ vô thường chắc xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước ký đinh ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tiệm cực lạc đây rành đường ngõ, chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới làm hiền lành hơn tùng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ô rê. Đạo thêm còn sức cứ khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đáng được về cực lạc, thì giàu sang được trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sáng tụng nghe thánh thoát, lũ nhân bông tập luyện đã rành. Đấu với đơn kèn trống nhịp xanh, làm ăn rập đắng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân nghi ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cùng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Xưa thần tú bài đều tà mị, mà dắt diều ba tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi.
Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho mấy Phật giáo suy đồi. Tu vô gì chớ cũng che soi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng giới chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cũng kiếm hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết đi thương ai, cung giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật đi bỏ hay sao. Lập trai đàn trai chọt lao sao, bôi lên mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhằm lúc đi mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt gì đó, ráng giữ gìn luân lý tam căn, tròn đức hạnh mới là bao quê. Nay gần đến Long Phi xa dĩ cảnh gian nan, ba tánh hậu kề thấy chúng sanh còn hỡi sai mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chăng. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn xác phàm dình đạo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang vào chánh số kỹ thường dùm. Có lỡ làm chơi mắng sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cũng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đốt chung đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chứ không dùng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lần nhau. Kể từ rài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt dìu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư giải bớt dụng của thế, gắn công tu đặng có
xem đời. Tu thật tâm thì được thành thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi dẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giai tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi. Hỏi công đồng xem xét hẳn hồi, sai chữ tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng gì kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo Phật đi trong tâm, Phật Tây Phương thì quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào chi. Sao đến việc sớm băng kiệt thủy, khùng tham thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt khi rưng rưng, cành áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là gì tình thiệt, cho bá vàng rõ biết khi người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chớ lục ký tự trị tâm bất cứ diện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép đi hay in, mà truyền bá đăng nhiều phước đức. Trong ba tấm từ nay buồn bực, cùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tướng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất tươi gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vàng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đi đừng làm bảo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Dạo sát trần nước mắt chứa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng
chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt khi làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hội khỏi thua khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt dìu ba tâm. Bửu ngọc vàng lấy rõ đạo màu, trong tâm hành thích nẻo quyên quân phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, quyển nhì của đức thầy tôi đọc đến đây đã hết.